Hello, xin chào toàn thể quý anh chị. Em là Tài đến từ Kia Bình Triệu và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một chiếc xe, đó là chiếc Kia Sorento phiên bản luxury. Giá của nó hiện tại là 1.179.000.000, đã giảm cho mình 20.000.000 rồi đó quý anh chị. Thì nếu anh chị nào cần giá lăn bánh của chiếc xe này thì cứ liên hệ đến số điện thoại hotline của em là 0902617839 để em tư vấn chi tiết hơn cho mình. Dạ. Ngày hôm nay em quay chiếc xe này thì để em giới thiệu đến cho quý anh chị những cái tính năng mà chỉ có trên Sorento mới có. Nói vậy cho nó sang mồm thôi chứ thật sự những cái tính năng này thì những chiếc xe sang nó cũng đều có rồi. Thì em giới thiệu lại với quý anh chị. Đầu tiên đó là cái tính năng nổi bật nhất là đề nổ từ xa của chiếc xe này. Đây, trên tay em là cái chìa khóa của chiếc Sorento mới này. Thì nó sẽ có bốn cái nút. Nút trên đây là khóa cửa, lắp trung tâm nè. Nút ở đây là nút mở khóa. Nút ở đây là nút đề nổ từ xa nè, hâu nè. Nút ở đây là nút mở cốp nè. Đấy. Thì để cho mình có thể đề nổ chiếc xe này từ xa thì mình bấm dùm em cái nút khóa xe lại. Đấy. Và giữ im cái nút đề nổ từ xa này giúp em. Đấy, nó sẽ chớp cái đèn lên và tự đề nổ từ xa. Đấy. Còn chiếc xe này là phiên bản máy dầu nha. Dạ. Còn nếu mà mình muốn tắt máy xe đi thì mình chỉ cần bấm cái nút hao này là nó tắt máy. Đấy. Cái thứ hai nữa là mở cốp. Mở cốp thì em sẽ ra đằng sau cho quý anh chị xem. Cái con xe phiên bản luxury này á thì nó sẽ khác với phiên bản premium một xíu là nó chỉ có cầu trước thôi. Còn phiên bản signature và phiên bản premium nó là hai cầu luôn nha quý anh chị. Và cái mâm của con signature nó cũng sẽ lớn hơn, premium nó cũng sẽ lớn hơn. Dạ. Đây để em mở cốp ở đây. Nó cũng sẽ có cái nút ở phía sau, mình giữ im cái nút này. Đấy, là tự động nó mở cốp lên cho mình. Tự động nó mở cốp lên cho mình nha. Còn khi mà mình muốn đóng cốp từ xa thì mình giữ im cái nút này giúp em. Đây. Là nó tự động đóng cốp lại. Đấy. Đấy. Còn có một cái là khi mà quý anh chị về thì mình hơi bỡ ngỡ một tí. Đó là cái nút mà để mở cái cốp của chiếc xe này nó không phải nằm ở dưới đây, mà là nó nằm ở dưới cái chữ E này. Đó, thì mình ấn vào đây tự động nó bật cốp lên. Đấy, nó nằm ở dưới cái chữ E nha quý anh chị. Đấy, và mình muốn đóng cốp là mình đóng như thế này. Đấy, là mình đóng cốp lại. Đấy. Chiếc xe này thì nó đang sử dụng lớp Continental thôi. Đối với phiên bản Deluxe và phiên bản Luxury thì sẽ sử dụng lớp Continental của Đức. Còn đối với phiên bản Signature và phiên bản Premium thì nó sẽ sử dụng lớp Michelin. Đấy. Và cái lớp của con Signature và Premium á, là cái bảng mâm của nó là bảng mâm 19. Còn bảng mâm Luxury và Deluxe á, là bảng mâm 16. Bảng mâm 18 chứ, quên. Rồi, bây giờ em sẽ vào phần nội thất, đi sơ qua cho anh chị xem. Khi mình giữ cái chìa khóa ở đây nè anh chị, và mình tới đây mình có cái nút bấm ở đây, mình bấm vậy thôi là nó tự động nó mở xe cho mình ra. Đấy. Đối với phiên bản luxury này á thì nó sẽ không có cái phanh tay điện tử nha quý anh chị, mà nó chỉ là phanh chân thôi, giống như phiên bản cũ á. Đây, khi mình đạp cái này xuống. Đấy, đó là phanh chân, nó đang khóa đó. Rồi, cái thứ hai nữa là con này nó sẽ là cái cần gạt bằng tay như cái phiên bản cũ, chứ không phải là cái cần xoay núm như là phiên bản rì và phiên bản signature nha. Rồi. Đối với phiên bản luxury vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh cho mình nha quý anh chị nha. Rồi, để em đề máy lên cho quý anh chị xem. Này, em tắt tiếng. Rồi. Những cái nút này á quý anh chị là nó sử dụng bằng cảm ứng hết nha, chứ không phải là cơ nữa. Đấy. Ở trên đây thì những cái nút đèn này mình cũng rờ vào nó là nó tự động tắt mở luôn nè quý anh chị.
Em quay ra phía sau cho mình xem. Phiên bản này là phiên bản 7 ghế nha. Rồi, ở phía bên trong xe á, thì chúng ta sẽ vẫn có những cái đèn light, mon light phía bên trong. Đấy, và trên những cái thành xe của mình thì vẫn có đèn light đàng hoàng nhé. Rồi, xe thì vẫn được trang bị những cái tính năng. Xe vẫn được trang bị những cái tính năng hỗ trợ cho mình khi mình đi xe, ví dụ như là tính năng an toàn như là cân bằng điện tử nè, hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi vân vân, những tính năng hỗ trợ mình đi đường. Ở bên phía bên tay trái mình á thì nó sẽ có thêm một cái nút khóa kính và khóa kính ở đây. Đấy, khóa kính và khóa cái cửa trẻ em á, là không cho trẻ em mở cửa phía sau từ bên trong ra và chỉ mở được từ bên ngoài ra vô thôi. Rồi, ở đây thì những cái nút để nâng hạ kính, khóa cửa trung tâm, điều chỉnh lòng gương nè. Khi mình gạt qua đây là mình điều chỉnh bên trái nè. Đấy. Còn khi mình gạt qua phải mình điều chỉnh bên phải. Rồi ở trên phía trên nó sẽ có một cái nút nữa, để em phóng gần lại cho mình xem. Ở phía trên nó sẽ có một cái nút đóng mở cửa. Sẽ có nút đóng gương chứ quên nhỉ. Đóng gương đấy. Rồi. À, đối với con xe này thì cái đèn pha của nó là đèn LED luôn nha quý anh chị. Nhưng mà cái đèn pha LED này nó sẽ không phải là LED bi cầu giống như bản Signature và bản Premium, mà nó là LED thường thôi. À, đối với xe này thì vẫn được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch. Màn hình giải trí 10,25 inch nè. Vẫn có nút remote. À, đây, vẫn có nút remote là mở chế độ Sport nè, chế độ Smart nè. Chế độ Smart này là nó sẽ cảm nhận theo cái chân ga của mình đó quý anh chị. Khi mà cái chân ga mình nó đạp như thế nào thì nó sẽ cảm nhận để nó mở những cái chế độ Eco, chế độ Comfort nè. Đấy. Đấy, đối với chiếc xe này thì có 4 chế độ nha. Rồi, để mở thử cái cam lùi của con xe này cho anh chị xem thử. Đây, cam lùi của nó đây. Cảm biến trước sau nha, cam lùi. Đây, cái nút này á, ở bên bản phiên bản rì với phiên bản set á, nó là cái nút 360, nhưng mà đối với phiên bản này khi mở lên là mở cái đằng sau, mở cái cảm biến lùi. Đấy. Rồi, đối với chiếc xe này chúng ta cũng có hỗ trợ đổ đèo nữa nè quý chị, hỗ trợ đổ đèo. Đấy. Hỗ trợ đổ đèo. À, kèm theo là xe này là có cho mình là những cái cổng sạc ở phía trong đây, những cái cổng sạc, cổng USB nè. Đấy. Và có sạc không dây nha, có sạc không dây cho mình luôn. Xem ở phía bên đây coi nó có gì nha. À, đối với chiếc xe này thì chúng ta cũng đã dán phim cách nhiệt sẵn rồi, dán phim cách nhiệt sẵn cho mình rồi. Và hình như là được bảo hành 5 năm hay 3 năm. Dán phim cách nhiệt Luma của Mỹ nha quý anh chị. Đây, bảo hành 5 năm. Đấy, bảo hành 5 năm cho mình luôn. Đây là những cái thông số của phim cách nhiệt. Rồi. Thì video của em đến đây thì cũng xin được phép kết thúc. Thì nếu mà anh chị nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento phiên bản luxury màu trắng này á, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline của em là 0902 617 839. Thì xe này hiện tại đang có xe sẵn cho mình luôn. Với lại một điều nữa là thật chất ra là em cũng mới làm video, mới làm YouTube đây thôi. Thì có những cái điều gì sai sót trong cái lúc mà em làm video á, thì quý anh chị cứ comment ở phía dưới, có thể chia sẻ cho em những cái điều sai để em có thể khắc phục hàng ngày, để đem lại những cái video chất lượng hơn cho quý anh chị. Còn nếu anh chị thấy em thấy hay thì hãy cho em xin một like nè, một share và một đăng ký kênh, để em có thể phát triển cái kênh của mình lớn mạnh hơn, để quay cho anh chị nhiều chiếc xe hơn và đem lại những cái tính năng mà em có thể em được học và em chia sẻ lại cho mình khi mình đi xe trong môi trường. Dạ. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo. Quý anh chị muốn em quay cái clip về vấn đề về xe nào hay là về những tính năng nào thì anh chị cứ comment phía bên dưới thì em sẽ quay cho anh chị xem nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.